Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ unbox và giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất là thú vị. Đó là đôi dép tông, nhưng mà không phải là được sản xuất tại Việt Nam, cũng không phải được sản xuất tại Trung Quốc, mà đó là ở Lào. Chắc hẳn thì với các cô bác đã lớn tuổi thì đã không còn xa lạ gì với sản phẩm này nữa. Nhưng hiện nay sản phẩm này thì được rất ít người sử dụng. Và hôm nay thì mình sẽ unbox để giới thiệu với các bạn về đôi dép tông rất là đặc biệt này. Ở phía ngoài vỏ thì các bạn có thể thấy được ghi bằng tiếng Lào, sở dĩ được gọi là tông Lào bởi vì những người buôn bán ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh ở những năm trước thì ai cũng đi đôi dép này, do đó mọi người gọi đó là tông Lào, như là để phân biệt với các sản phẩm khác. Ở bên trong túi thì có một chiếc tem giới thiệu có hình quảng cáo của một người đàn ông đang cố gắng kéo cái quai của dép, hàm ý muốn nói là quai dép rất là bền. Còn phần phía sau dùng để ghi thông tin ngày sản xuất, tất cả đều được ghi bằng tiếng Lào. Dép thường làm bằng cao su, nó khá là dày, có màu vàng đặc trưng, ở giữa là màu đỏ và một đường kẻ chỉ màu trắng. Trên quai dép thì được in một số hoa văn rất là cổ điển. Phần đế thì được làm như thế này để tăng ma sát. Đây là đôi dép rất là cổ điển, gắn bó với rất nhiều thế hệ. Như vậy là mình đã unbox và giới thiệu với các bạn về đôi dép tông Lào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn.